Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 sách kênh Diều, chương 7, bài 3, hai tam giác bằng nhau, phần bài tập. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7 sách kênh Diều được thầy giáo đặt trong phần dây trích phát ở cuối video này. Trước hết là các em làm bài tập số 1, cho tam giác ABC bằng tam giác DEG. Rồi trước hết là các em vẽ tam giác ABC. Vẽ tam giác DEG sao cho hai tam giác này bằng nhau, tức là AB bằng DE, đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Nếu viết như thế này thì các em hiểu là cạnh AB nó tương ứng với cạnh DE. Cạnh BC nó tương ứng với cạnh EG. EG tức là BC bằng EG. Rồi, cạnh CA nó sẽ tương ứng với cạnh GD. CA tương ứng với cạnh GD. Có nghĩa là CA bằng GD. Các em đã hình dung rồi chưa? Hai tam giác mà bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Tương ứng có nghĩa là theo thứ tự ABC DEG. Các em hình dung được chưa? AB bằng 3 cm, BC là cạnh này 4 cm, CA bằng 6 cm, CA bằng 6 cm. Tìm độ dài các cạnh của tam giác DEG. Hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau rồi, đúng không? Vì tam giác ABC bằng tam giác DEG nên các cạnh tương ứng của chúng bằng nhau. Cụ thể ở đây, DE nó tương ứng với cạnh nào? Tương ứng với cạnh AB. DE đây, DE tương ứng với cạnh AB. Vậy DE bằng AB và bằng 3 cm. EG nó tương ứng với cạnh nào? EG đây, nó tương ứng với cạnh BC. Được chưa? Tương ứng với cạnh BC và bằng 4 cm. BC bằng 4. EG GD. GD tương ứng với cạnh nào? GD phải tương ứng với CA. CA bằng 6 cm. Được chưa? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Cho tam giác PQR bằng tam giác IHK. Rồi các em nhớ, khi viết hai tam giác bằng nhau như thế này thì các em hiểu này, cạnh PQ nó tương ứng với cạnh IH, đúng không? Tương ứng với cạnh IH. Cạnh QR nó tương ứng với cạnh HK. Rồi cạnh RP tương ứng với cạnh KI. Được chưa? Hai tam giác bằng nhau thì các em phải chỉ được các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. Góc P bằng 71 độ. Góc Q bằng 49 độ. Tính số đo góc K của tam giác IHK tức là các em tính số đo góc này bằng bao nhiêu?
À, hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. Ở đây các em tính góc K. Góc K tương ứng với góc nào của tam giác này? À, góc K tương ứng với góc R, đúng không? Đây, PQR, IHK thì góc K nó tương ứng với góc R. Góc K tương ứng với góc R. Tức là góc K bằng góc R. Muốn tìm góc K thì các em phải biết góc R bằng bao nhiêu độ. Muốn tìm góc R thì các em dựa vào số đo của hai góc đã biết. Trước hết là các em tính góc R. Trong tam giác PQR ta có góc P cộng góc Q cộng góc R, tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Được chưa? Cái định lý này chúng ta học ở các bài trước rồi. Các em giải thích là tổng ba góc của một tam giác. Mà góc P các em biết rồi. Các em thay góc P bằng 71 độ. Góc Q bằng 49 độ. Góc R chưa biết, các em giữ nguyên. Tổng ba góc này bằng 180 độ. 71 cộng 49 bằng 120 độ. 120 độ cộng góc R bằng 180 độ. Suy ra góc R bằng 180 độ trừ đi 120 độ và bằng 60 độ. Do hai tam giác này bằng nhau cho nên góc K nó tương ứng với góc R. Vì vậy góc K bằng góc R. Mà hai tam giác này bằng nhau theo giả thiết. Ta thấy góc R nó tương ứng với góc K đúng không? Suy ra góc R bằng góc K. Hai góc tương ứng. Hay là các em có thể viết ngược lại là góc K bằng góc R. Góc K bằng góc R và bằng 60 độ. Các em vừa tính được góc R bằng 60 độ. Vậy các em kết luận là góc K bằng 60 độ. Được chưa? Góc K bằng 60 độ. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Cho tam giác ABC. Các em vẽ tam giác ABC bằng tam giác MNP. MNP. Khi viết hai tam giác này bằng nhau thì các em hiểu là AB đúng không? AB tương ứng với MN. BC tương ứng với NP. BC tương ứng với NP. CA tương ứng với PM. CA tương ứng với PM. Hai cạnh bằng nhau, chúng ta đánh dấu hai ký hiệu giống nhau. Và góc A cộng góc N bằng 125 độ. Tính số đo góc P. Các em tính số đo góc P. Rồi các em nhớ là hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau này, các góc tương ứng bằng nhau này. Có đúng là góc A nó tương ứng với góc M đúng không? A này tương ứng với M này. B tương ứng với N này. B tương ứng với N. C tương ứng với P. C tương ứng với P. Được chưa? Các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. Vì hai tam giác này bằng nhau theo giả thiết cho nên chúng ta có góc E nó bằng góc M. Được chưa? Góc E bằng góc M. Các em có thể mở ngoặc ra hai góc tương ứng. Hai tam giác bằng nhau thì hai góc tương ứng bằng nhau. Mà góc A cộng góc N bằng 125 độ. Các em giải thích chỗ này là theo giả thiết. Được chưa? Rồi, bây giờ các em thay góc A bằng góc M vào. Suy ra ta có góc M cộng với góc N. Các em thay góc A bằng góc M. Thì ta có chỗ này là góc M cộng với góc N bằng 125 độ. Được chưa? Góc M cộng góc N bằng 125 độ. Mà trong cái tam giác này, tổng ba góc bằng 180 độ. Các em biết góc M cộng góc N rồi thì các em dễ dàng suy ra được góc P.
Rồi tiếp theo, mặt khác trong tam giác MNP thì tổng ba góc M cộng N cộng P bằng 180 độ. M cộng N cộng P bằng 180 độ. Thêm giải thích đây là tổng ba góc của một tam giác. Mà M cộng N bằng 125 độ rồi. Thêm thay M cộng N bằng 125 độ. 125 độ cộng với góc P bằng 180 độ. Rồi các em suy ra góc P bằng 180 độ trừ đi 125 độ bằng 55 độ. Được chưa? Vậy chúng ta tính được góc P bằng 55 độ. Các em kết luận vậy góc P bằng 55 độ. Tiếp theo em sang bài tập số 4, cho tam giác ABC và điểm M thuộc cạnh BC. Tam giác ABC và M thuộc cạnh BC, tức là M nằm trên BC. Thỏa mãn tam giác AMB bằng tam giác AMC như hình 32. Tam giác AMB bằng tam giác AMC. Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ta thấy M nó thuộc BC rồi, mà muốn chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng BC thì các em phải chứng minh MB bằng MC. Muốn chứng minh MB bằng MC thì các em dựa vào hai tam giác bằng nhau mà đề bài cho. Hai tam giác bằng nhau suy ra hai cạnh tương ứng là MB nó bằng MC. Rồi, trước hết là các em làm câu E. Vì tam giác AMB bằng tam giác AMC theo giả thiết, cho nên hai cạnh tương ứng này, thầy giáo tô màu đỏ các em dễ hình dung này, MB bằng MC. Suy ra MB này bằng MC, hai cạnh tương ứng. Được chưa? MB bằng MC thì M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Câu B. Các em chứng minh tia AM là tia phân giác của góc BAC và AM vuông góc với BC. Rồi, chúng ta chia làm hai ý. Trước hết là các em chứng minh tia AM là tia phân giác của góc BAC trước. Tia AM là tia phân giác của góc BAC, tức là tia phân giác của góc A. Để chứng minh tia AM là tia phân giác của góc BAC thì các em chứng minh cho hai cái góc này nó bằng nhau này. Góc BAM nó bằng góc CAM. Được chưa? Hai tam giác này bằng nhau đúng không? Thì suy ra hai góc tương ứng nè. Hai góc A tương ứng này nó sẽ bằng nhau này. Vì hai tam giác này bằng nhau theo giả thiết. Được chưa? Thì suy ra hai góc A tương ứng nó sẽ bằng nhau. Hai góc A tương ứng này theo hình thì các em phải đọc là góc BAM. BAM hay là MAB cũng được, miễn sao A ở giữa. Bằng góc CAM. Hai góc này bằng nhau. Các em giải thích đây là hai góc tương ứng. Hai góc này bằng nhau thì suy ra AM là tia phân giác thôi. Suy ra AM là tia phân giác của góc BAC. Rồi tiếp theo là các em chứng minh cho AM vuông góc với BC. Rồi tiếp theo là các em chứng minh cho AM vuông góc với BC, tức là các em chứng minh cho góc này là góc vuông này. Được chưa? Rồi các em chứng minh như thế nào? Vì tam giác AMB bằng tam giác AMC theo giả thiết, cho nên chúng ta có hai góc M tương ứng nó sẽ bằng nhau. Hai góc M tương ứng bằng nhau, đó là góc AMB bằng góc AMC. Các em giải thích đây là hai góc tương ứng mà AMB và AMC
là hai góc kẻ bù, đúng không? Hai góc kẻ bù. Cho nên góc AMB cộng với góc AMC sẽ bằng 180 độ. Tổng hai góc kẻ bù bằng 180 độ. Các em giải thích là đây là hai góc kẻ bù. Tổng hai góc bằng 180 độ mà hai góc bằng nhau thì suy ra mỗi góc sẽ bằng 180 độ chia cho 2. Suy ra mỗi góc sẽ bằng 180 độ chia cho 2. Hai góc này bằng nhau bằng 180 độ chia cho 2 và bằng 90 độ. Tức là góc này là góc vuông. Vậy các em kết luận là AM vuông góc với BC. Được chưa? Điều phải chứng minh. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc quý mục tốt.